Tỉnh Hưng Yên có 17 khu công nghiệp với tổng diện tích đất quy hoạch hơn 4,3 nghìn hectare được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Trong đó có 11 khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích 2.873 ha. Hiện đã có 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định và thu hút các dự án đầu tư kinh doanh hiệu quả. Đó là các khu công nghiệp Phố Nối A, khu công nghiệp Dệt May Phố Nối, khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Minh Đức, khu công nghiệp Yên Mỹ, khu công nghiệp Yên Mỹ 2, khu công nghiệp Minh Quang, khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp số 5. Có 7 khu công nghiệp đang trong quá trình triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và chưa đi vào hoạt động. Từ nay đến cuối năm 2024, tỉnh Hưng Yên phấn đấu sẽ hoàn thành lập hồ sơ chủ trương đầu tư 5 khu công nghiệp là khu công nghiệp Tân Dân, huyện Quảng Châu có diện tích 200 ha, khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ có diện tích 300 ha, khu công nghiệp số 1 thuộc địa phận huyện Yên Mỹ và Ân Thi rộng gần 264 ha, khu công nghiệp số 6 thuộc địa phận xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ rộng trên 308 ha, khu công nghiệp Tân Á Đại Thành thuộc địa phận xã Văn Huệ và Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi rộng 200 ha. Các dự án hiện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí thực hiện, nghiên cứu, khảo sát, điều chỉnh quy hoạch và lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Dự kiến hoàn thành hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 năm 2024. Sau hai lần được phê duyệt mở rộng, khu công nghiệp Thăng Long 2 tỉnh Hưng Yên hiện đang có diện tích gần 526 ha, tổng mức đầu tư lên tới trên 221 triệu đô la Mỹ. Song song với việc tiếp tục duy trì chất lượng hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ các nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp Thăng Long 2 đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng hoàn thiện của phân đoạn 3.1 của dự án mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 3. Bước đầu đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn đầu tư trên diện tích mở rộng này. Năm 2024, Thăng Long 2 sẽ tiếp tục xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhằm tiếp nhận các nhà đầu tư mới vào diện tích khu công nghiệp mở rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên có trên 500 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, riêng khu công nghiệp Thăng Long 2 đã tiếp nhận trên 100 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3 tỷ đô la Mỹ, chiếm một nửa trong số FDI của toàn tỉnh Hưng Yên. Các lĩnh vực mà Thăng Long 2 thu hút đầu tư chủ yếu là các sản phẩm sản xuất điện tử và cơ khí chính xác. Các ngành cơ khí điện tử, máy móc giao thông sản xuất các sản phẩm từ cao su phục vụ ngành ô tô, công nghiệp nhẹ, khí công nghiệp. Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào trong khu công nghiệp chủ yếu là các nhà đầu tư Nhật Bản. Trong đó có một số tập đoàn kinh tế lớn như Kyocera, Hoja, Nippon, Daikin, Toto, Panasonic. Công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2, thành viên của tập đoàn Sumitomo Corporation ngày càng khẳng định là nhà đầu tư hạ tầng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả, đưa khu công nghiệp Thăng Long 2 trở thành điểm sáng thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Với vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có sẵn mặt bằng sạch lớn, khu công nghiệp Thăng Long 2 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước và trở thành địa điểm tiếp nhận nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian qua. Khu công nghiệp Sạch Kim Động được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 vào ngày 14 tháng 4 năm 2010 theo quyết định số 810 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp có quy mô gần 990.000 m2, thu hồi đất của ba xã là Chính Nghĩa, Toàn Thắng và Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Giai đoạn mở rộng thuộc địa bàn xã Toàn Thắng với diện tích khoảng 100 ha. Khu công nghiệp Kim Động là khu công nghiệp tổng hợp có tính chất công nghiệp sạch với các loại hình công nghiệp chủ yếu, sản xuất lắp ráp thiết bị điện tử viễn thông, điện gia dụng, điện lạnh dùng trong công nghiệp chế biến. Ngoài ra còn sản xuất các mặt hàng tiêu dùng như bàn ghế, trang thiết bị nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ, may mặc. Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 24 dự án doanh nghiệp đăng ký tham gia đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Trong đó 19 dự án vốn đầu tư nước ngoài, tổng số vốn đăng ký là hơn 630 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 16.000 tỷ đồng, và 5 dự án trong nước với giá trị dự kiến hơn 10.000 tỷ đồng. Một số dự án nổi bật như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thổ Hoàng có tổng mức đầu tư gần 3.100 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng công viên trung tâm và khu đô thị mới Đông Quái Châu trên 34 ha trị giá 3.100 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Minh Hải Phan Đình Phùng hơn 3.200 tỷ đồng, dự án sản xuất cáp đầu nối và anten
16,5 triệu đô la Mỹ, dự án sản xuất đầu nối và các linh kiện điện tử 10 triệu đô la Mỹ, trung tâm thương mại Go Hưng Yên 18,2 triệu đô la Mỹ, nhà máy chế biến sản phẩm Asicook Việt Nam 87,7 triệu đô la Mỹ.